Huỳnh Mẫu Phương Nhi, Tạ Minh Tường, Nguyễn Tất Anh Tú, Võ Hoàng Khánh Linh, Bùi Nguyễn Bảo Kim, Hoàng Hà Thùy Bảo Anh, Giang Phạm Nhật Hoàng, Đặng Ngọc Linh Đan, Nguyễn Tuấn Khang, Phạm Nguyễn Công Danh, Phạm Quốc Huy, Lê Sĩ Khôi, Ngô Quỳnh Khánh Mai, Nguyễn Minh Phú, Hoàng Lưu Quỳnh Anh, Hoàng Như Ý. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Đức Tính lên trao quà cho các con.